bảy cũng chưa nợ chùm niên từng ọc bị lúc thao với Expo thả trâu mưa lấy khơi đọt thiệt bật này bà nhà hà cũng kênh quét đợi cron tay mình trôi chất chùm nọt bật này bà nhà hà nụt các đại lục thao với bà khai tư chinh đã đặt nôn đó là bây là bà bà nốt mùa hạt mùi kì quát mình trâu đặt nôn từ tam vị thi thâm mây tế điên là bọc vô mà hà chốn nâng cà rít quân đội khô chú cô ban đời nghỉ nợ đặc nộp đó là ổ mình nghe miên kì bọc ra mình đi dây tam nợ đặc tế vì cha ra nam mót cho rõ hô đội khô ca rư có thua ca nghe bàn dũ bàn gian rồi lùi ca đã nợ xâm đai nhà nụ phiếp rồi bọc luôn được nộp ông của phiếp nộp bán một nằm bốn nợ mình trời chưa tam vật thiên rư có nợ stuart chùm niên xem xê đòi ạ cật tệ chỉ nợ căn bình chí chỉ tế hiến chỉ tìm được sáng lạ nghe lời lục thao với tay tay của rục bộ cô được tế tay quát đăng thả nợ stuart chùm niên có ai thu lọt xin nhập bản này còn chưa tháng nợ rô khiến được nộp ông của phiếp miền tu một tỷ đó chỉ một tệ được bọn đó chùm lực khoác khác nợ chùm niên tận lại cả đây nợ đất ngô miên cùng nợ dự bọc xem vì nợ stuart chùm niên mật ban sầm đen thạc kỳ cùng tung tay sầm đen nhầm ngay sầm cọt thùng cân tỷ hơi cô mình men chỉ cả chọc cùng hộp đầy không yên hai phòl đầy tại cứ chỉ cả chui xung cru ông gặp hiếp ôi sầm rạch đo cổ đầy tỷ 4 miễn tật chật tầy mùi lục thao với sơ xây tốt nó không dịp hơ rồi bọc quạt hả bế đầy dương ban từ tùa bệnh chí ôi ạ nó vọt phía được cách thâm mây sở mà chắc rụp rụp nó không nông con bốn rụm tầng nạc đàl một bó sầm áp nó bê dục phóng trâu tầy dô lưu khả nịa nạc đặc nôm chỉ chán đó xả rạ sầm khăn từ lưu cụ đào thông nâng cùng rôn ca để dọc bê lưu vệnh chinh ngài chỉ cáp bất hỏi rừng ní chỉ tu nữ tí chụm bông rộp bọc nạc đặc nôm bật tu chiếc lục thao với dô lưu khởi thả vì thi đầm nào cả cùng rôn ca nghiêm miên xả rạ sầm khăn đôi khả nịa có đói có tiêm ti ở miền khiếp si trong vạc như đây từ ai sầm đây cầm lăng trên một bàn lục thao với chưa thang cùng rôn ca nghe đầy khả miền đầm nai ca ai gặp hiếp khả nít đó bê lật tập hòa trên mốt có cùng miền này đầy vụ dương trâu chương rôn ca nghe nà để chưa trở thả nâng ai miền đầm nai ca ôi sầm rạch sầm mật tập hòa tự bán tăng cô đạo đầy nghề nghĩ hai mình một màn tí đập bây ở xe mà chất cụ ưu nước nông krom dốt hai prom ạ nụ vật tạm tí bạm thật đó chúng nạp ở rộng từ lời rương tội tạc lực thao với thư lọc bàn còn tục thả đập bây xe mạch cả thông bán môn lọc bồn trở chạp đàm sát cụ kì rương tội tâu chứ mình phần hiệp chụp chế mật ban một bị phẩm nam tỷ tại vì chỉ khó ban một bị ca sịch đầy xâm rạch sẽ cả đầy phía dìm lục thao với ban từ tu mê riêng bật mùi nơi khăn nông ca lộp chặt dồn ca kia đầm bồn khăn nông bê quát căn đầm này chiên ni tỷ hiền chân khắp bù môn ca khó hà lực trong cõi lục thao với ban bằng hai bùm nông ôi nợ roa khăn nịa ban trút bình nật sai chặt dù bọn mà này tì gọi mô quát có bàn bình chi ôi nợ rô lạc nha trút bình đất mà đông tiền mà đông ní quát nơi tệ ôi mất nơi các bài chui trút bình đất nha tù quên tù mô môn nâng lột lục thao với bàn trút bình đất sai dù vật tập hiệp chặt dù rộng bọn nợ rô lạc nha được luôn ai mà đông tiền hơi khơi thả thằng lốt chặt dung rồi bọn ni thì hiên nụm đập con đa mà nợ tiết đai bùng toàn miên rồi biệp rồi rối cả đời lục thao với miên cả chạp ở rong chìm mũi nâng miên cả mọt chọt từ lờ rừng tôn tay bật nít có bước tới cả biên nữ ốc bắt tới hết để ai cả là đôi mình đang khuôn hai mình tìm bùng khuất thua ở phía rồi cách từ tụ bán chụp chơi chia sạch thả bộ nít đời xa tới dân cất bì rừng tôn tay cứ dường nguyên trong nạp ở rộng chung phố rừng tồn tại.
អ្នកដឹកនាំចំនួនតែងតែមានការងាររវល់ជាប់ជានិច្ចដូច្នេះទើបផ្ដល់សារៈសំខាន់ទៅលើប្រយោជន៍ធំដោយមិនគិតពីប្រយោជន៍តូចតាចពួកគេកុំភ្លេចថាប្រយោជន៍ធំនោះកើតឡើងពីរឿងតូចតាចដែលរួមគ្នាដូច្នេះហើយទើបលោកថាវិញមានសេចក្តីត្រេកអរនឹងប្រកបកម្មឲ្យបុគ្គលដទៃធ្វើឲ្យសម្រេចស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរគាត់ក៏បានជួយគាំទ្រមនុស្សគ្រប់រូបឲ្យផ្ដោតទៅលើសារៈសំខាន់ទៅលើកិច្ចការងារបន្តិចបន្តួចដោយឲ្យសម្លឹងមើលថារឿងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការងារដោយមិនឲ្យមើលរំលងពីរឿងតូចតាចនោះឡើយគាត់ដឹងថាការយល់នៅក្នុងរឿងកំពេកកំពុកនឹងមានចំណែកជួយឲ្យគម្រោងការងារទទួលបានលទ្ធផលល្អហើយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទី6ផ្លាស់ប្ដូរតាមស្ថានភាពលោកថាវេសសរសេរទុកថាខ្ញុំនឹងមិនដាក់សម្ពាធខ្លួនឯងមិនដើរតាមវិធីគ្រប់គ្រងបែបសម័យនិយមវិធីដែលធ្វើឲ្យភារកិច្ចសម្រេចទៅបាននោះត្រូវកំណត់តាមស្ថានភាពជាចម្បងលោកថាវេសពោលថាបើដឹងពីស្ថានភាពទើបអាចដឹកនាំអ្នកដទៃបានដោយមានប្រសិទ្ធភាពអាចផ្លាស់ប្ដូរបានគ្រប់ពេលវេលាដូចនេះអ្នកដឹកនាំល្អត្រូវត្រៀមដើម្បីកែប្រែយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យសមស្របតាមស្ថានភាពជំនាញបើទោះបីជាគម្រោងប្រតិបត្តិការថ្មីថ្មីឬក៏ពេលខ្លះប្រកាន់ជំហានថាជ័យជំនះក៏ដោយក៏អាចត្រូវបញ្ញត្តិជាថ្មីបើខ្វះកម្លាំងនៃការស្រមើស្រមៃមិនដឹងពីការផ្លាស់ប្ដូរតាមស្ថានភាពតាមស្ថានភាពនោះក៏មិនអាចទទួលបានជោគជ័យបានឡើយហេតុនេះហើយទើបលោកថៅមិនចូលចិត្តវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងតាមបែបសង្គមនិយមហើយក៏មិនព្រមទទួលយកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងណាតាល់តែសោះប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការស្នើគំនិតបែបប្រើបានក៏គ្រប់គ្រាន់ឬក៏ធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យសម្រេចទៅដល់គោលដៅដោយមិនជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រគាត់មានដំណើរការគ្រប់យ៉ាងផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានគំនិតនិងសិលធម៌ប្រចាំខ្លួនមានគោលការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនប្រកាន់វិន័យតឹងតែងនៅពេលដែលអ្នកដើរដល់ស្ពានហើយឃើញស្ពានបាក់អ្នកក៏ត្រូវតែស្វែងរកស្ពានថ្មីតែគោលដៅរបស់អ្នកនៅតែមិនផ្លាស់ប្ដូរទី7ជឿជាក់លើអ្នកអនុវត្តលោកថាវេសបានដាស់តឿនតតិអ្នករាល់គ្នាថាអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការគឺជាអ្នកដែលអាចយល់បញ្ហាច្រើនបំផុតសម្លឹងមើលស្ថានភាពបានច្បាស់លាស់បំផុតដូច្នេះទើបមិនជាអ្នកដឹកនាំដ៏ជ្រឿជ្រៅនិងមានយោបល់ដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នកដែលដឹងច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវទូតប្រចាំក្រៅប្រទេសមិនមែនជាតួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទេហើយទូតមិនត្រឹមតែជាផ្នែកជាចំណុះរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ដល់តួនាទីជាខួរក្បាលបញ្ចូលទៅកាន់ទីតាំងផ្សេងផ្សេងជុំវិញពិភពលោកឡើយតែទូតគួរតែមានខួរក្បាលជារបស់ខ្លួនទៀតផងនៅពេលដែលយកមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រលោកថាវេសបានយល់ឃើញថាអង្គភាពមួយមិនគួរមានកុំព្យូទ័រតែមួយគ្រឿងទេតែគួរត្រៀមកុំព្យូទ័រលើតុដែលមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យបានច្រើនគ្រឿងទុកទៀតផងដើម្បីបង្កើតបណ្ដាញឲ្យមានល្បឿនលឿនហើយមានគុណភាពផងលោកថាវេសបានជ្រាបច្បាស់ថាការទម្លាយប្រព័ន្ធការងារចាស់ចាស់បានមកវាមិនបានកើតឡើងតាមរយៈភ្នាក់ងារកណ្ដាលរបស់អង្គភាពទេភ្នាក់ងារកណ្ដាលរបស់អង្គភាពអាចគ្រប់គ្រងដល់បដិវត្តន៍តែមិនអាចនាំយកមកបានបដិវត្តន៍និងនាំអង្គភាពឆ្ពោះទៅកាន់ភាពរីកចម្រើនបានជាធម្មតាភ្នាក់ងារដែលប្រតិបត្តិដូចជាបន្ទប់ប្រតិបត្តិការផ្នែកលក់ឡាផ្សេងផ្សេងទើបคล้ายទៅជាអ្នកធ្វើឲ្យកើតផលប្រយោជន៍
ទី8សំឡឹងមើលពិភពលោកក្នុងផ្លូវល្អលោកថាវេបានពោលដាស់តឿនអ្នករាល់គ្នាថាចូលកុំចាប់អ្វីដែលគ្មានប្រយោជន៍ចេញទៅដើម្បីកាត់បន្ថយឧបសគ្គដល់ការងារនិងកុំរៀថយជាដាច់ខាតលោកថាវេពោលថាការសំឡឹងមើលពិភពលោកក្នុងផ្លូវល្អអាចជួយបង្កើនកម្លាំងឬក៏ពោលនៃមួយទៀតគឺក្តីសង្ឃឹមនិងជឿជាក់របស់អ្នកដឹកនាំអាចផ្សព្វផ្សាយភ្ជាប់ទៅក្នុងអង្គភាពបានហើយធ្វើឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានក្តីសង្ឃឹមនិងភាពជឿជាក់បែបដូចគ្នាអ្នកចិត្តវិទ្យាដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបរបស់មហាវិទ្យាល័យ Pennsylvania នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានពោលថាអ្នកដែលសម្លឹងមើលពិភពលោកនៅក្នុងផ្លូវល្អជឿថាវិធីដោះស្រាយបញ្ហាមិនអាចពឹងពាក់លើអ្នកដទៃតែត្រូវអាស្រ័យលើខ្លួនឯងពេលខ្លះអ្នកដែលសម្លឹងមើលពិភពលោកនៅក្នុងផ្លូវល្អមិនអាចផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននៃការពិតអាចវិតម្លៃសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឲ្យខ្ពស់ជាងការពិតនោះទេពេលដែលត្រូវប្រឈមនឹងឧបសគ្គក៏ដោយពួកគេអាចទ្រាំទ្របានទាំងអស់ដោយគ្មានសេចក្តីសង្ស័យចំណែកឯអ្នកដែលសម្លឹងមើលពិភពលោកក្នុងផ្លូវអាក្រក់តែងតែព្រមចុះចាញ់នឹងឧបសគ្គនិងចាក់ចេញទៅដោយងាយអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកបដិវត្តផ្សេងផ្សេងក៏យល់មូលហេតុនេះដែរដូច្នេះទើបមិនតឹងតែងនៅក្នុងគំនិតបែបបុរាណប៉ុន្មានសូមឲ្យតែភ្នាក់ងារដំណើរការទៅមុខបានលទ្ធផលដែលចេញមកអាចល្អប្រសើរច្រើនដោយមិននឹកស្មានមិនដល់លោកថៅវាយល់ឃើញថាការសម្លឹងមើលពិភពលោកក្នុងផ្លូវល្អអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានភាពដាច់ខាតនិងនាំមកនូវភាពជោគជ័យដែលមិនធម្មតាគាត់ពោលថាបើអ្នកជួបបញ្ហាពិបាកចូលព្យាយាមប្រឈមនឹងវាដោយទស្សនៈល្អល្អហើយផ្លាស់ប្ដូរវិបត្តិឲ្យទៅคล้ายទៅជាឱកាសកាន់តែធ្វើសង្គ្រាមច្រើនប៉ុណ្ណាក៏កាន់តែប្រឈមមុខនឹងវាដោយការសម្លឹងមើលពិភពលោកក្នុងផ្លូវល្អប៉ុណ្ណឹងអ្នកដឹកនាំដែលទទួលបានជោគជ័យសម្បីតែធ្លាប់ធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពដែលក្រលំបាកក៏នៅតែអាចបណ្ដោះក្តីសង្ឃឹមនិងភាពជឿជាក់បានហើយនេះគឺជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវការអ្នកដឹកនាំដែលទទួលបានជោគជ័យ